Xin chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Còi Lailin. Quý cô bác ơi, ngày hôm nay thì em có cùng với lại chị Huyền, chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Nậm Trạc, và anh Xính là chủ tịch hội nông dân, có đến thăm một cái hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt quý cô bác ạ. Nhà này siêu chắc phải đến 90 độ rồi. Có lắm vầy hồi chả đấy. Ủa, sứ nào? Sứ. Sứ, con mẹ à? Mẹ là má. Mẹ sứ với má. Chú là họ gì anh? Sẽ át gì đấy? Sùng chua. Họ Sùng. À. Sùng át sứ. Sùng át sứ. Sùng thị má. Lý thị má. À, Lý thị má. Theo như là chị Huyền và anh Xính là có giới thiệu với lại em Cói thì là đây là hai mẹ con là ở với nhau. Chị ơi, thế là hộ gia đình này có thuộc hộ nghèo trong thôn không ạ? Có, năm gia đình hai mẹ con này thì năm nào cũng thuộc hộ nghèo của thôn, của xã. Vâng. Mỗi ngày đây. À, ruộng đường ngay đây. Thế đây là con cả. Đây là các bọn trai, bọn trai này, các của thôn này. Có trâu không? Không? Mua nhiều thế mà? Nhiều trái mua. Không có trâu. Vậy hàng năm đi cày bằng cái gì ạ? À? Vậy nếu đi làm ruộng thì nên ổ lia tên là mua nhau hoa từ một lèo. Nhưng mà thế nhưng là ổ cày lỏ thôi chứ. Đi thuê về cày thôi. Đi thuê à? Thế là bác này chưa có vợ, chưa lấy một đời vợ nào luôn nhỉ? Dạ. Chỉ là sao hay là bật thó tàu chọn nên trái hay thay quả thọ tàu và trái tuần anh cây trà chứ cây trà chứ là tu chỉ xây chuyện ra nhiều một người ta lại nên trà giờ này nhiều mấy cái cái chúng mình này lại nhắn nhót ở vồ nữa mà chưa xả bây giờ xả vồ thế là bây giờ vồ này là số chỗ cho tàu lửa nhá à số chỗ cho tàu lửa nhá thì hai đứa cháu mình nữa là lo nữa cái xác gì thâu đã luôn là chuyện nhau là không Ba bà sao ạ? Bà bảo là cái ngôi nhà này cũng khiếp lắm, bà mưa gió to là cũng không dám ở mấy. Cái con vợ lấy đời vợ nào chưa ạ? Lấy vợ lấy một lần rồi nhưng mà vợ bỏ đi Trung Quốc. Thế có con không ạ? Chỉ tao mua nhỏ mà nhá. Mua là có một đứa con bé mà vợ dẫn đi Trung Quốc rồi. Ôi rồi, vợ dẫn đi Trung Quốc. Thế bây giờ là hai mẹ con cứ ở như này ấy ạ? Thế là lao động chính là con ạ à, vậy nhỉ? Lao động chính là con. Thế nhà mình là hỏi bà xem là còn ai nữa không ạ? À? Ví dụ như anh chị hay là đây bà còn con nào nữa không ấy ạ? À? Có mấy con tổng ấy? Ở cùng cái nhà này. Hồi xưa có một trẻ tuổi tốt đấy. Quá, quá nhà bố thả chỗ tổ thế, chỗ tổ thế nhà, con mông lại thế, à chơi nhà con nhau thế, nhà con nhà non non này bố chụp phát thì, bạn là có mấy con nhưng mà mất hết rồi, mất hết. Bây giờ hiện tại là còn hai con, hai con, còn một con là, đi lập gia đình rồi ạ. À? Cũng đi lấy vợ của họ này. À. Đi ở rẻ. Đi ở luôn. Ở cùng với vợ hai. Cũng nhưng mà cũng chưa lấy hẳn đâu. À, mà cũng đi theo cái họ ở. Đi ở cùng họ à. Bây giờ là hai mẹ con cứ ở này. Thế con lấy vợ nữa không ạ? Không có vợ đâu. Không có vợ đâu. Cảm giác cũng không được minh mẫn nhỉ. Đấy. Gọi là bác rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Sinh năm bao nhiêu ạ? Nhìn nó một bài trời chợ xong hả? Cô ừ. Sợ thế một trời chợ xong tàu mà lò cho chợ. Ừ. Sợ này xong nó cho tàu hết nha. Sợ này xong chứ. Nhớ chích chồng tàu thôi mà lò. Này xong lò. Này xong. Này xong là chú dâu này ra chồng. Mà chích chợ chí thôi mà. Chợ chí này mùa vào. Chợ nó cho tàu mùa vào. Gần 60. Gần 60 thế mình gọi bằng bác này hoặc ông à vậy? Bác nhỉ? Gọi bằng bác. Đây là bà. Thế vậy thì chú này cũng không được minh mẫn mấy. Bác này độ khoảng 60.
Sinh năm 60 ấy ạ? Sinh năm 66. Sinh năm 66. Rơi vào 5 năm. Năm 5 tuổi, bác này 5 năm tuổi. Còn thế vậy bà phải 70 tuổi rồi nhỉ? Phải ngoài 70 rồi. Ngoài 70. Có người xa chỗ rồi mà. Có thể... Có thể xin chắc cá để... Xin chắc cá lại rồi. Có thể cái chỗ ạ. Có thể cái chỗ ạ. Chạy chụp mùa quá. Bà cũng không nhớ là... Sinh năm bao nhiêu ấy ạ? Vâng. Bao nhiêu. Vậy thì lấy tiền đâu ra để mà đi thuê họ cày cấy ạ? Chú hỏi tí. Không, nó bảo là tự làm thôi. Hay bảo là không, đi không thuê. Cày không, không có trâu. Đi về à. Như là con trâu thì mình đi đi thuê về xong là mình giả thóc này. Ví dụ một, à. Một cày một xong một vụ là mình có thể giả bao nhiêu tạ thóc cho. À rồi, đi, em hiểu rồi. À, vâng. Trả tiền công trâu. Đấy. Gọi là lấy thóc đuổi lấy cái xương trâu, xương cày kéo. À. Thì vậy là con nuôi mẹ nhỉ? Con nuôi mẹ. Hai mẹ con là sống nương tựa nhau. Bán đi. Chú. Có xe máy không? Bây giờ lên tàu nó chỉ mua ít xe mồ. Khi nào không có tiền thì bán. À, khi nào không có tiền thì bán để coi như để dự trù đấy nhỉ. Tóc mưa chắc phải 35 rồi nhỉ. Kiểu ông bà này chắc cũng không biết tiêu tiền mấy thì chỉ biết ăn thóc thế rồi. Vâng. Khi nào mà đi chợ búa thì mới bán vài bao thôi. Chắc chú này không có xe máy đâu. Phải xem có xe máy không ạ? Chỉ mua xe vào. Chú mua e. À chú mua e là không có à. Máy cày không có là có xe máy được. Vâng. Vậy đi chợ đi bộ hết nhỉ? Ôi từ đây xuống Trịnh Tường xa phết. Đi chợ đi bộ à? Kia là một con tờ hết rồi. Con tờ về. Bà ta thế rồi bà là dụng hết răng rồi kìa. Bà chắc phải người đấy. Hai bà là có hai có thịt ăn. Và xin một cá kia tên thế nào? Tuổi tuổi chỉ một cá kia cả. Con này nó hết quá chị ạ. Xin lỗi, bà không hay đi chợ mấy đâu, bởi vì là cũng không bình thường mấy. Hỏi sao không bán thóc đi xây cái nhà mới đi, bà nhà hỏng hết rồi cứ nói. Hỏi thử xem nào. Mồm này tội uối lúc đấy chết đây nè. Nó mở ra cái xe rồi. Ừ. Nó chỉ thấy tu lọ hải ra. Ờ. Nhà tu mở tu. Thế lại chờ mùa cái ổ sạch tàu hải ra. Mùa này tu nổi tu ra. Á chỉ là khó chờ sạch tố á chì. Nó chỉ là tu lọ sạch tố ấy. Á chỉ là khó chờ tố xe mà bất quá chì. Bà bảo là cũng không tính không bình thường mấy nên là cũng không biết không biết tính ý ạ. À. À. Nhưng mà thóc này bán cho này thì ăn cái gì nhỉ? Cái thóc này thì bán được bao nhiêu? Vâng. Thóc này thì 3 triệu không? Bán thì cũng không ra bao nhiêu tiền. Vâng. Hai mẹ con thì cũng chẳng tiêu pha. Nhà này cổ lắm rồi đấy nhỉ. Đây này. Những cái này là rêu. Mọc rêu mà nhỉ. Ngày xưa chắc là cứa trên rừng đấy nhỉ. Ừ. Ngày xưa là ông còn sống thì ông còn sống thì tự chắc làm đấy nhỉ, tại vì đi vào xem này. Đây. Đi vào nhà xem ạ. Đi cho nè. Ôi giời. Dạ. Ôi ô. Đây này. Đây này. Ôi giời. Đâu vậy? Đây. Đây. Ôi giời. Đây. Đây bên trong nhà này đấy ạ. Cái này được cái khung gỗ thôi nhưng mà khung gỗ thì cũng mọc rêu hết rồi nhỉ anh nhỉ. Đây. Đây. Ôi hai mẹ con ăn. Đây, đây cái cột trống ăn gì ạ? Chắc là ăn rau không có ăn thịt đâu. Đây, đây là ba rau này rau tầm bóp với lại rau cải. Đấy, như là để trưa lại ăn tiếp. Đây. À, bên này là cái khu đựng nước à? Khu bếp, à khu đựng nước. Trước là bếp. Chắc ngày xưa ấy nhờ, cũng là một cái đại gia đình đấy nhỉ anh nhỉ? Đấy nhà rộng rãi mà. Nhưng bây giờ thì... Nhưng ông mất rồi. Ông mất rồi cho nên là... Hai con định nướng ngần. Mọi cái là nhà thì không thể nào mà chạy đua với thời gian được nhỉ? Sau thời gian thì... Này, hỏng hết rồi. Đây có dùng ngói đâu. Cái này là ngói bằng vầu. Ừ.
thử đi xem. Còn không dám bán thóc đi mua thịt ấy, sợ hết thóc ăn nữa. Thật ra cái này không nhiều mấy đâu anh ạ, chất bao như thôi, tại vì cái này là mình không khâu bao. Bây lao động chính nhá, chỉ mỗi là anh này thôi. Yeah. Bác này gọi là bác ác. Thế, thế nhà mình có con gà hay con lợn không ạ? Có mồm vua nè. Vua à? Ừ. Mấy gì trong dục quá cháy thì sao mình nhủ hay nè, tụi tôi tài. Nhớ hả tên lợn? Nhớ khổ này nè. Nó sao chỗ một mồm có kè. Có một con lợn này. Một con thôi ạ? Để đi sang bên này xem một chút. Đây những cái... Ui, đây mọc rêu hết. À đây đằng sau là cũng có cả vườn đây cô bác ạ. Xem nào, rau gì kia. Bên này là rau cải với lại hành. Đây bà ơi, hôm nay cháu lên đây thì không mua được gì, cháu thấy là mình là hai mẹ con là ăn mỗi cái bát canh rau cải kia, bà cầm lấy tiền nhá, xong mua trứng hoặc là mua cá khô ăn nhá. À, bà cầm lấy, đây một chút tấm lòng của cháu ạ. À, anh xin anh phiên dịch cùng em. Này, ớt thì tí tuổi, xe là này chỉ mua chỉ để nó giống nó thế, mua ớt bột thế này, mùa mình gì cày thế, dạy tên nó nè. Ừ. À, chỉ... Rồi vô mà. Cái khả chết là mùa cây là sẽ mùa ớt tên nó mà. Cái chết sẽ phát vô phục lùi, mùa thì mùa phát vô mà. Cái vô mà. Bà nghèo quá, không muốn nhận. Ở đây gặp lùi đấy. Xe mình khó khăn sao mình lại không nhận á? Bà sợ hổ. Bà cho bà cái vô mà. Mua ít thức ăn ăn, mua trứng, đấy bà cứ cầm đi bà. Có tè mà. Ê, do thì mua cả là tè. Bà cứ lấy đi, không sao đâu. Bà mà lấy đi, có lẽ thì có lụi nha. Phá vua chung má thì, làm mấy chút cả thể phá vua. Bà không có cái gì cho hai vợ chồng. À, không ạ, không phải lấy được một chút tấm lòng của cháu. À. Thế bà thế ạ, thế bà cứ nhận nhá. Vâng. À, ý bà là cho em đưa tiền cho bà thì bà không có gì trả lại em ạ. Thôi không cần đâu bà. Cho bà vâng. Cho bà chưa thì nữa bà đi mua thức ăn ăn nhá. Bà quả trứng ăn hoặc cá khô. Mua trứng cá khô lạc ăn nhá. Chú nhá. Ừ. Rồi. Có rồi. Em gì ta sủ đây không mua gì. Đây là xin dẹp khó thế là nên non à. Vâng, cháu đi về nhá. Vâng, khi nào cháu rảnh thì cháu lại lên ạ, nhá. Vâng, vâng. Cháu bác nhá. Dạ, vâng.
Nấu mau à, ua mau ở đây á? À bà ý bà ở đây nấu cơm cơm á bà. Thế để hôm khác cháu sẽ lên ạ. Vâng. Chào bà. Vâng, chào bác ạ. Hôm nay thì em có cũng xin phép là kết thúc video thôi ạ. Hôm nay thì là một cái hoàn cảnh mới, một cái trường hợp rất là đặc biệt trên kênh của Quả La Li. Em có cũng xin phép là kết thúc video tại đây thôi ạ. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo trên kênh của Quả La Li. Thank you.